Lời ít thôi, lời nhiều quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ướm à. Chị rủ em về ăn đó. Ăn rủ hàn đi ăn thôi. Nhà có việc thôi, chứ là chị kêu mua gì cái về dòng bà lấy cây không có qua rồi dạ xuống coi lấy cây mới đồ gì mình nó đứa chạy làm xong rồi xong mình sẽ bắt mình sẽ chơi. Làm chủ yếu là do mình á. Sao nè. Hey. Dù khi khách hỏi em chưa trả lời.
Có
gồng hết sức luôn á. Mụn lì đào lắm luôn bé.
Mình sẽ...